Đây là một thiếu nữ 18 tuổi, bò phải đi bán vé số từng tờ để nuôi mẹ mình. Đây là một cô gái chỉ mới 18 tuổi thôi mà phải đi cùng với mẹ bán vé số. Sự việc như thế nào? Thanh chúc mời của chú anh chị để theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu rõ à. Cái đó là ai dạy em hay là tự em nói? Không, tự em. Tại sao em suy nghĩ tiêu cực như vậy? Tại vì thấy em có sống đầy đủ rồi em vui. Chị thấy con mình nói gì rồi chị sao mình không cản con mình vậy? Ví dụ. Đó là suy nghĩ nó ra rồi em đâu có cản được đâu. Mình là người mẹ phải suy nghĩ, phải cản con nó. Ví dụ chị, con mình nó nói gì, ví dụ nó không có suy nghĩ mà nó được như mọi người, tội nghiệp á. Tại vì suy nghĩ giọng của nó nói vậy rồi em cũng mới vừa nghe nó nói thôi, em đâu có... Thôi bây giờ là... Rồi. Rồi nè, em nè, cho anh hỏi nè. Rồi thấy mẹ mình nhiều lúc mà bò như vậy đó, rồi mình thấy thương mẹ mình như thế nào em? Mình thấy thương nhiều lắm. Tại vì thấy mẹ mà ta đi được, mẹ em thấy không được. Rồi hồi đó giờ là em có thấy mặt cha không? Dạ có. Cha ruột mình kìa. Dạ có. Rồi người đó có thường là lo cho có lại chu cấp tiền cho mình không? Dạ không. Thầy là đi bán gà chứ không cho tiền đi học. Cha ruột hả gì chị? Dạ cha ruột. Có nhận em đó làm con không? Dạ không. Đi biết vậy thôi hả? Dạ. Tạo ra rồi bỏ. Dạ. Chàng ơi. Rồi thường là có lo cho chị không, cấp chị sanh nở rồi đó. Dạ không, từ em có bầu tới ấy luôn là không có dòm gói gì hết á. Rồi sao mà chị trao thân gửi phận cho người ta rồi không suy nghĩ sao? Có biết đâu, nó nói nó không có vợ. Thấy có bầu rồi mới biết. Bé gái nó khóc. Bây giờ là mình đi làm rồi, với mẹ là phải đi làm thuê, làm mướn mỗi ngày hả? Dạ. Gì? Cho chú hỏi nè, đi với mẹ bán vé số gì nè, rồi mẹ mà bò như vậy đó, rồi mình có ngại mắc cỡ với bạn bè không? Dạ không. Vì lý do gì? Tại thấy cũng bình thường, chứ không có. Tại vì ai cũng có cái cuộc sống riêng của họ. Mình cũng đâu muốn, nhưng mẹ mình vậy thì mình cố gắng ha. Chứ mình đâu có mà kiểu như mà mình mắc cỡ ngại gì. Tại mẹ của mình chứ đâu phải là cái gì đâu, đúng không? Có khi nhiều khi bạn bè hỏi với con á, là nói là mẹ, cái người mẹ bò này nọ đâu không? Dạ không. Không mà. Chung là ai cũng có một cái cuộc sống riêng. Thường đó là Phương, bé Phước nè, có thường đi muốn đi làm để lo cho mẹ không? Mẹ muốn đi nhưng mà mẹ không cho đi. Mẹ nói sao? Mẹ nói là ở nhà đi có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chị theo mà cái cuộc sống của mình đó, quê của mình đó là ở Cà Mau luôn hả gì? Dạ không, quê em ở Bạc Liêu á. Sao mà mình lên tới đất mũi này dữ vậy? Tại đó đi theo mẹ đó, đi theo mẹ mặn với thầy. Mấy chị em đi luôn hay sao? Dạ mấy chị em có chồng có vợ xa hết rồi. Vì sao mà Phước khóc? Nói cho chú nghe. Em tuổi. Tuổi thân vì hoàn cảnh của mình khó khăn hay sao? Dạ. Thì mình cố gắng làm đi, chứ sao giờ? Cả nhà, một cái người mẹ đi đứng không được, di chuyển phải bò. Và người mẹ này á là phải đi bán vé số để lo cho mấy đứa con. Mà không, nói chung á là đi như vậy nè, còn phải gặp gã đàn ông xấu nè, phải lừa tình cảm của chị này. Mà không phải một người, lần một hai người, chứ không phải. Hình như đâu hai người hả, ba người chị? Dạ hai người. Hai người.
tình cảm, nói chung là tình cảm cả nhà. Bây giờ là phải nuôi con thôi, chứ không có tự mà cuộc sống này nọ, không có tự nuôi nhờ nhỏi ai hết trơn. Hai mẹ con là phải lo chung sống với nhau như gì mà cả nhà. Nhiều khi chị có thấy con cái của mình á là khổ quá, rồi mình có tuổi thân, tại sao mình không lo cho đủ mấy đứa đó không chị? Có chứ. Chị tuổi sao chị kể cho em nghe coi. Chị nói là con người ta đủ cha đủ mẹ, được cái ăn sung mặc sướng, tới trường. Cái con mình á thì không có gì ngon để ăn vô miệng. Em tuổi đã ngon. Cái con cha, con người ta có cha có mẹ dẫn đi đây đó, còn con em không có ai hết. Không có cha mà mẹ có tật miệng á. Ăn uống thì không bằng ai. Một cô thiếu nữ cả nhà mà dám nói chuyện đó, là nếu ai phụ lo được cái cuộc sống, giúp đỡ cho gia đình đó, thì kêu em làm việc gì cũng làm hết trơn á. Thì ở đây thí dụ mà người ta kêu em làm công việc, những công việc mà không tốt rồi sao? Em cũng làm nhưng mà chỉ ăn mẹ em được. Đâu giờ nói lại cho quý vị được biết nè, thí dụ có một điều ước á thì bé Phước ước như thế nào? Em muốn mẹ em đầy đủ rồi là gì em cũng chịu. Đầy đủ ha. Chị nghe cháu nói sao chị? Dạ em nghe thấy em cũng cảm động á. Nói chung á thì nói vậy thôi, chứ bây giờ là mình lo cho cuộc sống cho mình nha. Dạ. Bây giờ cũng không có ai mà làm như vậy. Nói chung là thời buổi bây giờ nó khó khăn. Với lại nói ra nó kỹ, tại vì thì bé Phước là con gái nè, năm nay 18 tuổi hả? 18 tuổi. Tuổi này nói chung tuổi ăn tuổi lớn, tuổi lo không có gì. Còn mười mấy tờ giấy số một chút xíu nữa đó, em sẽ lấy hết nha chị. Dạ. Chị cứ yên tâm ha. Dạ. Rồi mình ở nhà thuê như vậy đó, là mình có đó, kiểu như mà ở có khi nào mà mình không có đóng tiền nhà luôn không chị? Dạ không có tiền á. Dạ có. Rồi tháng đó làm sao? Người cũng hứa gì ta chứ. Người ta cho có khi nào người ta cho không? Có khi người ta cho thiếu. Chứ cho luôn thì ta không có cho. Cho thiếu chứ trễ tháng hay nửa tháng gì đó rồi chán lụm tôm mất có trả người ta, nhưng mà không có trả cái một. Lần 500, 300 gì đó chứ không có trả cái một. Đó giờ nè, đi với mẹ vậy đó, rồi mẹ chị có đất không? Có nhà cửa gì không? Dạ không. Cũng ở lên đền gì đó ha. Dạ. Cả nhà thấy tắt đi xong ơi, bào hết nổi xong. Xuống vậy. Xe này vậy. Đi là mình mất di chuyển khó vậy đó chị. Dạ. Tới nhà này cả nhà. Rồi để mẹ vô đi. Để mẹ vô đi nha. Tới nhà cả nhà. Thì thôi thì mấy anh em cũng đã biết nhà rồi, thì chắc hẹn cái clip khác đi ha chị. Đây là cô gái 18 tuổi dẫn mẹ mình bò đi bán từ tờ vé số để kiếm sống qua ngày. Hiện tại á thì đi bán vé số với lại là đi lựa cá. Thì Thanh Trúc có gặp, thì Thanh Trúc kêu hai mẹ con đi về nhà và để cho Thanh Trúc biết nhà, và sau đó thì Thanh Trúc trò chuyện ở đây một chút xíu rồi dẫn về nhà. Thì hiện tại cô gái 18 tuổi dẫn mẹ mình nha, thì sự việc như thế nào Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gỡ video sẽ tìm hiểu rõ vì sao cô gái 18 tuổi mà dẫn người mẹ bò mà phải đi bán vé số từ tờ như vậy ạ. Chào cả nhà, Thanh Trúc bữa nay á có đi xuống Cà Mau nè, có quay một cái hoàn cảnh đó, hai mẹ con, một cái người mẹ á phải bò mỗi ngày đi bán vé số với một cô con gái ở đây á là cũng mạnh mẽ lắm, nhưng mà có một cái căn bệnh á hay giật cả nhà. Em xin chào chị ha. Dạ. Bữa nay á em cũng có nghe một cái hoàn cảnh, chị xích lại đây cho nó mát chị. Rồi ngồi xuống đi chị. Chị đi bán vé số hả? Dạ. Con gái ngồi xuống đi, con gái. Ngồi xuống đi. Rồi bán vé số bao nhiêu? Còn nhiêu tờ chị?
Dạ em còn 4 tạ, 5 tạ mấy con, còn mấy tạ không biết nữa. Bây giờ là để chú đi, chút xíu chú lấy hết cho ha. À, con đếm coi nhiêu tạ. Nhiêu tạ? 10 tạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lần cô nương. 11 tạ. Rồi cầm đi chút xíu chú lấy cho. Mà chị, mà tại sao mà mình đi á, mà mình không kiếm một cái chiếc xe lăn đi? Dạ có mà hư rồi anh ơi. Hư hả chị? Dạ. Ừ. Rồi rồi rồi, chị ở đây á, chị làm công việc gì? Dạ em mà bán số với phụ lụm tôm, phụ dài lụm tôm sống hàng ngày. Vậy dạ. Rồi con gái nghe nói là bệnh, là bệnh gì? Dạ bệnh động kinh. Kinh rồi. Ngồi xuống đi em gái. Thấy cũng cao gáo quá nè. Nhưng mà là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 18. Ừ. Bên này quá trời coi luôn rồi. Cô nhường vịt nó không có ấy hả? Coi miết đồ nó đầy đủ chưa? Miết đầy đủ chưa? Chị, rồi mình mà đi bán vé số gì nè. Rồi đi với một cô con gái nè. Rồi sao mình không để một cái đứa con của mình đó đi bán đi. Rồi chị ở nhà, chị lo việc nhà. À không, anh em cũng không yên tâm nữa, tại vì nó giật á. Rồi nên không dám bỏ nó bán lên, sợ nó giật bất tử không có ai. Sao em không đi bán bán vé số cho mẹ nhà, sao mà mẹ đi bò theo cực quá vậy em? Em muốn mẹ ở nhà mà mẹ không chịu ở nhà. Không chịu ở nhà. Rồi mình đi bán vé số, công việc của mình á, việc chính là làm cái gì chị? Dạ em bán với số đó, như tới nước thì mới lụm tôm, bữa ghi vài chục ngàn được. Lụm tôm là mình lụm sao? Dưới biển ta đóng lên mình lụm tôm phân ra. Cá ra cá, tôm ra tôm. Ký có 3 ngàn à. Rồi chồng con gì đâu? Dạ chồng con không có. Chồng không có. Dạ. Chồng có hả? Dạ. Rồi hiện tại là chị phải nuôi gì nè? Dạ. Với một cô gái. Dạ. Nãy năng gái chị là nói là năm nay bao nhiêu mười mấy rồi? Dạ 18. 18 hả? Sao năm 2007 á? 18 tuổi, 18 tuổi ta. Tuổi này thì cũng tuổi lớn rồi. Rồi thấy mẹ mà bò như vậy nè, mình kiếm mua một cái chiếc xe lăn gái. Dạ cũng tại vì nó mắc quá, không đủ khả năng để mua. Chị rồi mình kiếm một cái mua chiếc xe lăn á, cho đi nó thoải mái, chứ em thấy chị bò đi bán vé số như vậy nè, nó cực dữ lắm luôn á. Em không có khả năng mua, không có gạo ăn nữa đâu, có tiền để mua xe lăn. Rồi mình có nhà cửa gì, đất cổ gì không? Dạ không, bên em ở nhà mướn ta. Chị nhà mướn là chị ở mướn bao lâu rồi? Mướn cũng lâu rồi, cũng cả chục ngoài năm nay rồi, mướn trời. Nhà nhà nào rẻ rồi mướn sang hoài, đổi hoài vậy. Mướn cũng 11 năm rồi. Vậy là mình ở thuê luôn à? Ở dạ, nhà thuê, ở nhà mướn. Chứ hồi đó bây giờ thì mình có nhà cửa không chứ? Dạ không, đó giờ không có nhà cửa. Không có nhà cửa gì hết luôn. Dạ. Vậy là phải đi vừa làm, vừa nuôi bản thân. Dạ. Ừ, em gái nè, cho anh hỏi nè. Tại sao em không đi kiếm cái việc gì làm á, để lo cho mẹ đi? Em cũng lớn rồi. Em cũng đi rửa tôm, hàng khơi, hàng cạn đồ. Ừ. Một ngày nhiều khi cũng được một cái trăm nghìn. Trăm à? Còn... Lắm nhiều khi từ 9 giờ đêm cho tới là 5 giờ rưỡi sáng. Ừ. Rồi làm như vậy đó, rồi nghe nói là em có cái bệnh động kinh đó hả? Dạ. Thì mình có uống thuốc đều không? Dạ có. Nó có bớt không chị? Dạ uống thuốc hoài á thì thôi, bữa nào bỏ thuốc là qua bữa sau nó giật à. Trời ơi quý vị. Có một cái đoạn video hình như đâu em thấy là hình như đâu là con bé này nó giật lắm phải không? Dạ đúng rồi đó. Là cái lúc đó là nó bớt rồi đó. Còn mình bò gì nó đau không chứ? Chai hết trơn rồi, nơi mấy chục năm nay rồi. Chai đồ gói hết trơn rồi, còn gì nữa đâu mà đau. Trời. Ta chưa người chai hết trơn mấy, rồi. Mình được mấy bé? Em hai bé, một bé. Bé hai bé là sao? Em hai bé, đứa nhỏ với đứa bệnh này. Đứa nhỏ thì ở nhà. Dạ.
là chị một tay chị lo hết. Dạ. Rồi em nghe nói là chị lựa cá, rồi bữa nay sao bán vé số là sao? Bữa nay hết nước rồi, giông gió quá, em bán vé số. Bù thêm ha. Dạ, cho nhỏ nó học, chi mướn nhà. Em thấy mà hồi đó giờ nè, gia đình của mình đó, có khi nào mà trong nhà hết gạo không? Em tên gì? Em tên Lê Thị Phước. Phước đi, bé Phước rồi rồi. Đó giờ con gái là nhà mình hết, có khi nào mà hết gạo luôn không? Dạ có. Rồi chắc đó mình làm sao Phước? Dạ có, này đi làm bữa thì giờ tiệm tôm đó 50, 20 vậy đó rồi. Thì chú hỏi bữa nào mà mình hết gạo trong lu á, rồi bữa đó mình đi mượn hay là sao? Theo làm. Dạ thì mua thiếu mà chị. Trời ơi nghe nói thấy thương. Thê nè, mà phải đi làm mướn mỗi ngày nè. Mình thấy mẹ mình đi mà phải bò không. Ở đây là người ta, em nghe hồi nãy người ta chỉ em á, nó là cái chị Phương đúng không? Dạ. Nó chị Phương bò, là ai cũng biết hết trơn. Chị có nhiều khi á, mình muốn bò mà mình muốn buông bỏ hết cho nó khỏe không chị? Muốn chứ, nhiều nhà hoàn cảnh khổ quá ai biết làm sao giờ. Cuộc sống mà phải cả nhà. Dạ. Mình không có anh em gì đâu. Có mà anh em á, có chồng có vợ ở xa hết rồi. Ai cũng có chồng có vợ lo riêng tư hết rồi. Rồi thường đó là chị là bò đi hai mẹ con. Thôi hồi nãy đi bán vé số thôi, đúng lý là mình con bé này nè. Đi bán mình nên cũng được mà. Ví dụ còn có cá chục, cá chục tờ nè. Sao chị không cho là sao? Thấy nó giật quá, nắng nôi nó giật quá, em có không yên tâm nữa. Dạ. Thôi kệ đi, bò theo con hết thì về hết. Chồng chị là hồi đó là bị sao? Chồng em mắc. Mắc hả? Bị gì mắc vậy? Bị bệnh á. Chồng mắc hả nhà? Dạ. Thì còn bé này thì bệnh động kinh. Dạ. Chắc chị bệnh chắc rất là nhiều tiền hả ta? Chắc không hết. Tiền dữ lắm. Đi mà cũng đâu có đi xa đâu nữa. Đi trong tỉnh Ngày Mai không mà. Tại vì trong tỉnh Ngày Mai có bảo hiểm á. Rồi nên không có tốn tiền. Rồi như đâu có tiền à? Đi xa đâu. Dạ. Trong tỉnh. Rồi nhiều khi á mà Phước rồi mình giật như vậy đó. Rồi mình có thấy cảm giác như thế nào? Cái người mẹ lo mình không Phước? Có. Sao? Thấy mẹ lo thì thấy cũng tội nghiệp mẹ. Chứ cái lúc giật thì không biết. Lúc giật không biết nha. Rồi hiện tại đó là nhờ nè, nhờ chị nhờ em á, giúp chị là giúp cái gì chị nói cho em nghe coi. Rồi em nhờ Mạnh Thường Quân giúp cho em xin mớt tiền để nghiệp chị bệnh cho con em. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, em có nhà có cửa ở cho ổn định. Rồi mình có đắc ruộng đắc gì không? Dạ không. Không, rồi ví dụ người ta cho nhà rồi sao? Thì cũng kiếm đất thuê mướn rồi vậy đó. Ừ. Thuê được chưa? Thuê được miếng nào chưa? Chưa, đâu có khả năng đâu, đâu có cắt nhà đâu mà hỏi thuê. Vậy một cái cô con gái nè, phải lo cho cái người mẹ mà phải bệnh nữa cả nhà. Cái hoàn cảnh đó rất là xót luôn vậy. Thành Trúc quay ở đây là cái khu vực này là khu vực đất mũi đúng không chị? Dạ đúng rồi. Đất mũi Cà Mau. Ở đây là kêu mà tận cùng Cà Mau luôn á, là kêu bằng cuối bản đồ. Dạ. Rồi là thường thường á là Phước là mình phụ lựa tôm, rồi với lại là đi bán vé số với mẹ, rồi mình còn phụ mẹ gì nữa không Phước? Dạ không. Không mà. Thì vô nước thì đậm tôm, còn hết nước thì bán cá. Rồi thấy mẹ bò vậy rồi có cực không? Có. Thương mẹ nhiều không? Nhiều. Nếu có điều ước thì Phước ước làm sao? Mẹ con ước cho mẹ đi được. Phước đi được. Ước. Phước đi được ha. Bữa nay cũng đủ duyên cho nên là gặp
hai mẹ con bán vé số ở đây quý vị. Tắt ơi, mấy đứa nè ở đây coi chú quay không, không coi thì im cho chú. Không có khả năng. Dạ không có khả năng chứ không ai đi tới lui để nuôi á. Cái nhà một cái. Em gì em đâu đi nuôi cháu nó được đâu. Đi bán vé số phải mất bò nữa. Rồi sao phước xong cổng mẹ luôn đi, cổng nổi không? Không, không nổi. Mình phải kiếm một cái chiếc xe lăn nè để đẩy mẹ đi bán vé số được nó tiện lợi không? Lúc trước nó có nhưng mà hư rồi. Hư. Và ở nhà là cái việc ở nhà là chị làm cái gì? Em thì làm nội trợ, cơm nước, nhà cửa. Mình thì di chuyển là bò không à? Dạ bò không. Trời ơi. Hồi đó là cái cơ duyên nào mình có chồng mà mình phải có con gì chị kể cho em nghe coi. À, hồi đó em cũng bị ông kia ông dụ quá. Ông dụ sao? Ông dụ ông ấy ông thương em vậy đó. Rồi ông nói ông bỏ vợ ông ở với em, rồi ông bỏ vợ ông bao lâu về ông ở em có bầu, rồi cái ông bỏ cái ông bệnh ông chết. Là chị nói là bị cái người đàn ông. Dạ. Gạt tình cảm chị. Dạ. Theo chị, theo em nói gì chị đừng buồn, là tại vì mình là người phụ nữ nè. Dạ. Với lại chị thì không có lành lặn như bao nhiêu cô gái khác. Dạ. Thì theo có người thì nó mình ở vậy cho nó an phận. Nhưng mà cái ông này á là gạt chị hả? Dạ. Gạt chị là gạt như thế nào chị kể cho em nghe coi. À thì ông thương em vậy đó, ông lo cho em cuộc sống em đầy đủ vậy đó. Rồi với bằng mình cũng tin tưởng rồi, ta thương mình cho mình nhờ giả tấm thang sau này. Đâu ngờ ông lường gạt ông bỏ mình đâu. Trời ơi. Nghĩ cha mẹ đâu sống đời để nuôi mình. Chị em thì có chồng có vợ riêng tư hết rồi. Chị có nhiều chị em không? Dạ em tới 9 người lận mà bắt hết người rồi. Là ở gần nhà chị mướn luôn hay là ở người? Không, ở xa hết trơn à. Xa. Dạ. Quý vị Thanh Trúc bữa nay quay cái nội dung này nè cả nhà. Thì bé Phước nè phải đi bán vé số cùng với mẹ mà mới có một cái căn bệnh đó mà hay giật nữa cả nhà. Nhà đó thì chị ở nhà thuê, nhà mướn hả? Dạ. Mình ví dụ là một năm gì mình hợp đồng nhà hay là sao? Dạ không có hợp đồng anh ơi. Khi chỗ này cho mướn rẻ hơn thì em dời lại chỗ đó, chỗ kia cho mướn rẻ hơn em dời nữa. Sao mình không làm hợp đồng, nửa chừng ta đuổi mình là sao? Đuổi thì chịu chứ em không có giá hợp đồng, sợ người ta hợp đồng người ta cao giá hơn thì em không có khả năng trả nổi. Dạ. Chứ mình không có kiểu mà như mà làm hợp đồng mình ở nó mới bền chứ. Thì em dời nhà liền thôi, tại vì hợp đồng rồi cái người ta nó lên giá rồi không mướn được rồi cho chỗ người khác người ta mướn vậy đó, rồi nên em đâu không có mướn, không có hợp đồng được. Rồi con gái chị nè càng ngày nó càng lớn nè, chị phải giữ nó chứ theo em biết là xã hội bây giờ nó lu bu dữ lắm rồi. Dạ thì nó cũng đâu đi đâu. Có khi nào ai có đòi cưới con gái chưa? Có rồi mà em không có gả. Ừ, tại vì nó bệnh hoạn vậy, nó gả em cũng không an tâm. Ừ, cũng hỏi cưới ha. Dạ. Cũng nó nhỏ quá. Dạ. Rồi bây giờ chị cần một số tiền. Ví dụ có ai mà lo cho chị toàn bộ hết mà đòi gả con gái, chị suy nghĩ gì sao? Thì em nói thì nó cũng lớn rồi. Ừ. Mà tự nó biết thì chứ em cũng Phước chưa có sao muốn. Giờ Phước? Giờ thí dụ mà nếu mà có điều ước á, có người nào mà lo cho mẹ em toàn bộ, lo bệnh cho em, người ta lấy em làm vợ rồi, Phước suy nghĩ sao? Thôi đầy đủ rồi. Mình nói sao á, ví dụ anh hỏi nè, cái người nào mà ví dụ lo cho mẹ em và lo cho em với em của em rồi sao? Bây giờ sao cũng chịu, còn mẹ em là đầy đủ rồi được. Đầy đủ ha. Ở đây á, thấy một cái hoàn cảnh đó của hai mẹ con nè. Bây giờ vé số á, bây giờ là chú chút xíu á, chú mua hết cho rồi chút xíu đó, rồi chú chở về nhà luôn. Chịu không? Chị chịu không? Dạ chịu. Chút xíu em giúp cho một chút tiền.
ha. Dạ. Để cho mấy mẹ con mình để đỡ một phần nào. Rồi ví dụ giờ mà hai mẹ con làm một ngày bao nhiêu? Đi làm thôi, làm được cá gì đó chị? Cũng không có ổn định từng ngày được anh ơi, tại vì vô nước á, thì lụm được hết nước thì cũng ở không mà chỉ bán vé số thôi. Ừ. Bữa lụm tôm khi bữa 5-70, có 20-30 có. Đều là hai mẹ con mình thu nhập nhiêu? Bán vé số hai mẹ con em bán 150 tờ. Ừ. Thì lụm tôm thì lụm bữa có bữa không đó. Cũng cái đó là phụ ha. Dạ. Thấy cái hoàn cảnh kìa, nói chung là rất là xót luôn. Dạ. Thì cô bé này thì bệnh, và đó là chị là bị một cái gã đó là lừa tình. Rồi tại sao mình không báo cái chỗ cơ quan hay là gì đó, mình cũng lớn mà sao lừa được chị? Với hồi đó cha em nói thôi, cha thấy chỗ này cũng được, cha mẹ đâu có sống đời nuôi con hoài đâu, cái ở nó đây nữa con nó tay nó có vợ không? Sau này em mới biết là có vợ. Sau này em mới biết là đây, có vợ. Mệt toàn. Thì đếm lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tờ. Em gửi cho chị là 120 luôn nè. Dạ. Còn thứ hai nữa đó, em gửi cho chị với Phước nè, với Phước nè là 500.000. Để phụ mua một cái mua thịt hay gì đó ăn đi ha. Thì bữa nay gặp cũng là một cái duyên, thì thôi cố gắng ha. Một lần nữa đó thì Thanh Trúc cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video. Rồi chị có lời nào gửi đến cô chú anh chị không? Em xin cảm ơn mà cô chú anh chị. Rồi một lần nữa Thanh Trúc cũng cảm ơn cô chú anh chị sang đêm xem video, và hẹn cô chú anh chị một video tiếp theo ạ.